Trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một click đăng ký. Và đừng quên là kích vào cái chuông, nhận tất cả thông báo để có thể cập nhật những video mới nhất và sớm nhất từ channel mình. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn quay trở lại với Minecraft. Và mình là MK Gaming đây. Và nếu như bạn nào thích mình là tiếp tục những cái video về Minecraft như thế này nữa thì đừng quên giúp mình đạt 2000 like cũng như là nhớ sang bên channel MK Minecraft cũng như là MK MCB ủng hộ cho mình nha. Ngoài ra thì bạn nào thích xem mình livestream thì nhớ theo dõi fanpage MK Gaming Việt Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft nhưng mình sẽ được tặng một cây cúp fortune, ba gọi là cây cúc chim chứ đúng không, cây cúc chim fortune mát 32767 luôn các bạn. Nhưng mà phải 5 phút thôi, 5 phút mình mới được nhận cái cúp đó. Cho nên bây giờ trong thời gian chờ đợi cái cây cúp đã được tặng cho mình thì mình sẽ phải đi sinh tồn gọi là bình thường các bạn ơi, không có cách nào khác đâu. Đấy, lưu ý nha, chặt cây là chúng ta phải chặt cho hết nha các bạn, đừng có để gọi là những cái cây vẫn còn cục, những cái cây nó lơ lửng nhìn nó khó chịu đó các bạn. Đấy, ok, ưu tiên chắc là ưu tiên là làm một cái cây rìu đây, tại vì mình nghĩ là làm cây rìu nó cũng hợp lý thôi. Không có rìu thì làm sao mà chặt cây nhanh được, nó không có công thức nha các bạn, tại vì hình như là mình bắt buộc mình phải làm trước là nó mới thêm công thức vô các bạn. Mà không sao, gì đâu, dễ dàng mà. Cái này mình chỉ cần đợi, cố gắng đợi 5 phút thôi là chúng ta sẽ được một cái cây cúp fortune của ngựa nó trình 32767 là maximum fortune luôn các bạn. Đấy, bây giờ mình đi lên núi hả? Ở kia có than kìa. Bây giờ sao ta? Mình sẽ làm một cây cúp luôn. Đây. Đấy. Cái này là gì? Cúc chim, đúng rồi, mình sẽ làm một cây cúc chim. Đây mình lấy ít than với một ít đá các bạn, để chúng ta gọi là chuyển qua thời kỳ đồ đá. Ai đâu mà chơi thời kỳ đồ gỗ nữa. Đấy, các bạn thấy không, tiến trình thời kỳ đồ đá tuyệt vời. Ok, đấy, đập hết đi. Đấy, ok. Đấy, đập luôn cái này luôn. Ok, mình sẽ lấy một ít than là cái gì tí nữa mà chúng ta có, trời tối chúng ta còn gọi là có thể làm đuốc được các bạn. Tại không biết bao giờ nó mới cho mình cái cây cúp fortune đây ta. Ai chà, đợi hơi lâu các bạn ơi. Hôm nay chắc đợi phải mình là 5 phút. Người ta đã nói là 5 phút rồi nhưng mà bây giờ mình không biết là 5 phút là bao nhiêu, ý là bao giờ còn bao nhiêu phút nữa là tới 5 phút hay là sao đó. Nhưng mà nói chung là ok, để coi thử coi sao. 5 phút được tặng một cây cúp fortune, trời ơi nó đã. Nghĩ tới cái chuyện cái cảnh mà cây cúp fortune thì mình quá đã luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đặt chỗ này đi, lấy thêm xíu đá nữa thôi là đẹp rồi. Vì mình cũng không cần nhiều lắm. Đấy, tầm này là quá đẹp. Rồi, ok. Đổi hết sang thời kỳ đồ đá nha các bạn. Không có tầm này là không có chơi đồ gỗ nữa, vứt đi. 1, 2, 3. Đấy, đá không? Đào nhanh hơn liền chứ. Trời ơi, gỗ nó đào lâu vãi rồi, biết gì nếu mình làm cúp đá luôn ngay từ đầu cho rồi. Này, lấy thêm xíu đá nữa bạn. Đấy, tầm mười mấy cục đi. Cho nó an toàn. Tí nữa mình có cúp xịn là mình không cần phải quan tâm cái vấn đề mà cúp gỗ hay cúp đá nữa. Tại vì tí nữa mình sẽ được cái cúp xịn mà xịn nhất game luôn nha các bạn. Đừng đùa, cái cúp fortune maximum. Trời ơi, nó mà đi đào khoáng sản một cái thì ta nói trời ơi, khoáng sản nó về nườm nượp các bạn ơi. Quay, cho mình lại spawn ở một cái chỗ, cái vùng núi này nhờ. Hơi khó các bạn. Oh, wow, đây là khu vực sầu đen. Bên này là khu vực vân sam. Thấy là thấy không có gọi là niềm tin vào cuộc sống rồi đó các bạn. Trời ơi, bên này là sầu đen nữa. Tại vì sao? Tại vì mấy cái khu này nó khó sinh tồn đó các bạn. Kiểu như nó ít động vật rồi ít đủ thứ hết à. Đấy, bên này có mấy con lạc đà, mà có mấy con lạc đà này là mình thấy là không được, không gọi là không có ích gì các bạn. Thiệt, ngoài cho đẹp. Thôi kệ, mình đi qua bên kia cũng được. Đi ở này thì nó nhanh hơn, đi lên núi một chút đứng coi tầm nhìn các thứ các kiểu các bạn. Trời ơi, đâu tiếp tục coi. Ui xuống. Ui, các bạn thấy mày xuống điệu nghệ không? Ui, ở này có một cái đồng bằng hay sao á ta. Quay, có heo. Ui, có cừu kìa. Tuyệt vời. Mình sẽ cần phải giết 3 em cừu hoặc là 2 em gì đó để lấy 3 lông cừu các bạn ơi. Tầm này là phải lấy 3 cái lông cừu. Ai chà,
chà. Ok, let's go. Câu đâu? Piu. Xin lỗi mày. À từ từ, có kiếm mà. Tự nhiên dùng rìu. Một rồi, vậy là giết một được một thôi các bạn ơi. Vậy là phải giết ba em rồi. Không có cách nào mà giết gọi là ôi, sao có hai con màu trắng vậy? Cái what the hell? Có hai con màu trắng rồi các bạn ơi. Lừa mình rồi các bạn ơi, nó lừa mình rồi. Oh my god. Đây rồi. Cù đây rồi. Trời ơi. Tưởng đâu là cho mình. Trời ơi, hai cục là chết liền. Không thể nào được các bạn, tại vì đây là bản mới mà, cho nên lắc kìa. Bản mới không có dùng nhiều loại lông cừu được các bạn, chỉ dùng một màu thôi. Đó, được cái giường trắng. Ok. Giường trắng là cái giường quốc dân rồi. Trời sắp tối, bạn thấy không? Thấy mình chuẩn không? Mình canh là chỉ có chuẩn thôi, lấy thêm xíu gỗ nữa để cái gì tí nữa đi xuống dưới còn có gỗ sử dụng nè. Đó. Rồi, ngủ luôn. Bạn chỉ có thể ngủ và chờ mưa bão hả? Ok, tranh thủ làm thêm xíu nữa. Đấy, chà, ngủ luôn. Ok, bạn đã làm tiến trình giấc ngủ ngon. Vách cả nồi giấc ngủ ngon. Ok, sao lâu thế nhờ, nãy giờ mà chưa cho cái cúp đi. Đây, nãy giờ mà chưa thấy gì hết các bạn ơi. Ok, chặt ít gọi là gỗ nữa đi. Ai chà chà, căng thế nhờ. Ui, được thẳng rồi này các bạn ơi. Oh my god. Hiệu suất enchant level 32767, chậm hỏng enchantment level. Oh my god. Ui, các bạn coi nè. Ui, từ từ. Ví dụ mà chúng ta thử. Oh my god, mình vừa mới đập cái ôi. Cái what the hell nhiều quá các bạn ơi. Oh my god, no. Cho tôi lấy lại cái rìu. Ê, quên lấy lại cái bàn chế tạo. Oh my god. Oh. Trời ơi bạn ơi, cây cúp enchant 32767 đập một cái ọt cái nó ra một đống đồ luôn. Oh my. Đố các bạn biết ở trong này á là chúng ta sẽ gọi là có bao nhiêu cái thang. Oh my god, để mình thử đi. Bây giờ mình sẽ thử đi xuống dưới coi. Uầy, bây giờ mình làm uầy sợ là không đủ gỗ để làm đuốc á các bạn ơi. Cái còn thang thì nhiều quá rồi. Ok. Vứt bớ hả các bạn, nhiều quá. Oh my god, cái này nhiều quá. Ok. Vứt đi. Cầm hai block này là gọi là nhiều lắm rồi đó. Ok chưa? Lắc luôn rồi các bạn. Trời ơi, lắc máy mà luôn nè. Thấy nồi rồi. Ê, tiếng xương rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống tầng 11 ơi. Hiện tại mình đang tầng 7 máy. Ui, dưới này có cái hang. Rồi đi xuống. Oh my god. Lẹ. Để mình coi. Nếu mà vậy thì chúng ta chỉ cần đào một cái thôi là xác con ngựa nó định là full kim cương. Trời ơi, kim cương mà đào cái này thì ôi ôi. Để coi xuống tầng 40 rồi. Wow. Cái này wow đen vậy. Đi gặp chúng cái khe nứt các bạn ơi. Oh my god, lạng hoàng là mình nhảy xuống la vào cái là summoner rip cúp mình luôn á. Rồi 24. Này, mình đi ở này xuống đi. Tí nữa mình lên chỗ đào đá vãi nồi các bạn. Kích là như là có gọi là mad enchant này đào sướng vãi nồi luôn. 13 rồi. 12 rồi, 11. Đây. Đây là tầng 11 bạn ơi. Coi nè. Ui. Đào nó đẻ nha. Ui. Siêu. Oh my god. Nghe có tiếng vậy. Kim cương đây rồi. What the heck? Sự may mắn đã. Oh my god. Oh my god. Nhiều quá các bạn ơi. Trời ơi. Đẹp thiệt chứ. Fortune kiểu này sao mà
mà ấy được các bạn, sao mà cản được đây. Ù trời ơi, đào ra là nãy giờ mới đào một cục thôi nha, mà nãy giờ tạo thành khối rồi, không hết luôn này. Ô quầy, đào một phát thôi là đổi đời luôn các bạn. Cuộc sống là đổi đời luôn. Trời ơi, để mình thử thôi, mình gọi là tạo thành hết block hết cái đống kim cương này luôn để xem thử. Trời, tạo nổi không trời, thật sự luôn á, sợ không nổi các bạn. Ấy chà, để mình xem thử tạo hết block thì chúng ta sẽ gọi là được bao nhiêu cái block nha. Chỉ còn một cục thôi nha, một cái quặng kim cương thôi là chúng ta đổi đời luôn rồi. Để mình tí nha các bạn, để mình nén hết thử coi thử là mình sẽ được bao nhiêu block nha. Ok, mình đã xong rồi các bạn ơi. Wow, thật là kinh khủng các bạn. Wow, bây giờ làm sao để lấy được cục gỗ? À đây đây đây, giờ mình sẽ phải lấy cục gỗ này để làm lại một bàn chế tạo các bạn ơi. Chứ giờ, rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái rương đôi. Oh my god, khi mới đào một quặng thôi đó là chúng ta đã có được nhiêu này rồi. Đào nữa chắc khỏi có chỗ chứa luôn. Ok. Rồi, được bao nhiêu? Một quặng duy nhất. 1, 2, 3. 9 lần 3, 27 stack. 28, 29, 30, 31, 30 mấy stack. Oh my god. Một phát duy nhất các bạn ơi. Uầy, bên này còn cái này. Bên này còn mớ nữa này. Ôi. Uầy. 9 lần 4 là 36. Nãy là 27, giờ là thành 36, 37, 38, 38 stack. Oh my god. Một phát đào duy nhất trong cuộc đời chúng ta được 38 stack block kim cương nha các bạn. Không phải là stack mà kim cương bình thường á, block kim cương. Oh my god. Vậy thì chơi bời gì nữa các bạn? Có kiếm này thì chùm con ngựa luôn rồi. Đấy, lên, kệ đó, kệ mấy con cá bạc, mấy con nhộng đó đi. Ok, lên. Quay, dùng kim cương đi lên luôn các bạn ơi. Tầm nay mà không dùng kim cương đi lên thì dùng cái gì nữa. Lên. Whew. Kinh khủng thiệt. Nhưng mà có cái cúp này á, thì cũng sướng thiệt. Nhưng mà nó cũng kiểu làm cho game nó dễ quá các bạn đúng không. Game gì mà cho nguyên một cái cúp xịn như thế này, đào một cục kim cương này, gọi là cả cuộc đời chơi Minecraft. Nếu mà cả cuộc đời chơi cái map này khỏi cần phải đi đào lại luôn các bạn. Đào một cục duy nhất thôi là cả cuộc đời không cần phải đi đào kim cương lại. Nhiều khi mình còn không mang lên hết được mà mình để dưới luôn mà. Thiệt chứ. Quay, trời tối à. Quay, trời tối chứ rồi. Nãy mình không có mang cái giường đi. Cái giường của tôi đâu rồi? Cái giường mình nãy nhớ đâu đây nè. Đây. Cảm đứa lên cái cho trời sáng nào. À quên lại mới kiếm kim cương chứ. Ây xa, đủ cái các bạn ơi. Trời ơi, cho nó sáng cái đi. Quay, nếu như mà các bạn có được cái số lượng block kim cương như thế này các bạn sẽ làm cái gì? Mình sẽ làm một căn nhà nào. Bây giờ chúng ta sẽ làm một căn nhà gọi là kim cương đây. Rồi, đầu tiên là ưu tiên là một kiếm đây, sau đó là một cái xẻng đây. Đấy. Để mình 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. Ok. Ưu tiên là một cái căn nhà kim cương các bạn. Trời ơi, ta nói nha. Giàu quá nó cũng khổ các bạn. Nhà làm bằng kim cương, chơi bời thì tầm này nữa. Trời ơi. Nói chung là có cái này thì overpower quá các bạn, mạnh quá. Chơi chơi thì nó sẽ bớt vui.
chơi mà nghèo nghèo chút nó mới vui các bạn, kiểu như là đào một hai cục kim cương nó hiếm. Nhưng mà bạn công nhận mình may mắn không? Mình mới đi xuống có một xíu là mình có kim cương liền luôn, thiệt luôn á, mình gọi là siêu may mắn. Tầm này mà nhân phẩm mình cao lắm các bạn. Một cục thôi, 1, 2, ok. Đấy. Bập. Ok chưa, đó. Đấy, nhà là phải có gọi là cái gì ta, gọi là cửa sổ các thứ. Đấy, ok, xây vô. Lên. Ok, nhà kim cương này các bạn nhìn lại nó hơi xấu đúng không? Tại vì kim cương này mình đâu có xây được cái kiểu nào khác đâu các bạn. Nó chỉ có mấy kiểu này thôi, mình chỉ xây theo kiểu này được thôi chứ kiểu mái nhà cục phân. Không, mình có thể xây kiểu khác được mà. Tại sao chúng ta phải xây kiểu cục phân trong khi chúng ta có thể xây cái mái bình thường mà các bạn. Đó, vô. Lên. Đó. Xoay. Nhà gọi là siêu siêu giàu có bạn, không đẹp nhưng mà được cái giàu. Trời ơi, đó, đó, bạn thấy chưa? Bạn thấy đỉnh chưa? Trời ơi, đỉnh phải rồi. Trời. Trời. Ôi xoay. Ui, nhà bị mất một mắt. Đấy, trời ơi, đỉnh. Nhà gì thì còn chê cái gì nữa bạn. Nhưng mà bây giờ giàu quá này thì chơi bời cái gì nữa. Tầm nay là chỉ có gọi là đấy thôi. Đấy, ui, cửa nhưng mà nhà kim cương nhưng mà không có cái cửa kim cương các bạn à. Vẫn phải dùng cái cửa gỗ là chỉ có cái cửa kim cương, đúng không? Cuối cùng thì con nhà kim cương nhưng mà cũng không có được cái cửa kim cương các bạn, chỉ có được cái cửa gỗ. Ngoài ra mấy cái này cũng đâu có làm được ấy hàng rào kiểu kim cương hay gì đâu, cũng vẫn phải chỉ làm cái hàng rào gọi là cái gì ta, cái hàng rào gỗ rồi cái cửa kính đó các bạn à. Nhưng mà có cái cốc này thì chơi nó cũng khá là thú vị đó các bạn à. Các bạn thấy như thế nào nếu như các bạn sở hữu được một cây cúp gia tài 32767 thì ok. Nếu như bạn nào gọi là thích gọi là lấy cái dòng lệnh này thì mình sẽ để ở bên dưới phần gọi là mô tả video nha. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Bye bye.